Chuyên tĩnh mạch. Mạch thì 69 lần trên phút, nhiệt độ 37, huyết áp 160 trên 100, nhịp thở 23 lần trên phút, cân nặng 60, chiều cao 1.65 và BMI là 22.03. Thăm khám tại khoa thì bệnh nhân tỉnh táo, phù hai chi, cô đã chứng tỉnh tim đều T1 T2 rõ, phổi nghe ran ầm rải rác hai đáy, thở gắng sức, đau âm ỉ vùng sau xương ức không lan, gan mấp mẻ bơ sườn, bụng trướng. Hiện tại chưa chưa đi cầu 3 ngày nay, tiểu lượng 1 lít trên 24 giờ. Chẩn đoán lúc vào viện vào khoa là tăng huyết áp đái tháo đường type 2, bệnh tím thiếu máu cục bộ, cầu nối mạch mạch vành, theo dõi suy tim, suy thận, táo bón. Bệnh nhân về thứ ba là tiền sử bản thân thì bệnh nhân đã được có tiền sử tăng huyết áp 20 năm. Đái tháo đường type 2 được phát hiện 5 năm và không điều trị thường xuyên. Cầu nối mạch vành đã bệnh nhân được phẫu thuật làm cầu nối mạch vành đã được 20 năm. Suy thận mạn 5 năm và hiện tại thì bệnh nhân đang sử dụng đơn thuốc ở nhà là aspirin 81 mg nhân 1 viên trên ngày, carvedilin 10 mg nhân 1 viên trên ngày, dipraglurant 2.5 mg nhân 1 viên trên ngày, Crestor 10 mg nhân 1 viên trên ngày, Furoscid 10 mg nhân 1 viên trên ngày, và gia đình thì hiện tại chưa ghi nhận các cái bệnh lý liên quan. Thăm khám hiện tại thì bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, da niêm mạc hồng, phù hai chi dưới, phù trắng mềm ẩn lõm, dấu gô đẹp dương tính, bệnh nhân không đau ngực, tim đều T1 T2 rõ, chưa nghe thấy âm bệnh lý. Bệnh nhân khó thở hai thi, khó thở khi nằm, đặc biệt là khi nằm đầu thấp hoặc đờ khi ngồi dậy hoặc là khi kê gối cao. Hiện tại bệnh nhân đã 3 ngày chưa đi cầu, gan mấp mẻ bơ sườn, tiểu thương và lượng nước tiểu vàng, lượng nước tiểu là 2 lít trên 24 giờ. Kết quả cận lâm sàng thì kết quả công thức máu. Bệnh nhân có bạch cầu tăng nhẹ 11.8. Hồng cầu, đây là kết quả công thức máu ngày 11 tháng 1, sáng ngày 11 tháng 1. Cầm máu tổng quát thì bệnh nhân có thời gian prothrombin 11.1. Định lượng DDM thì là 2454 nanogram trên ml. Hiện tại thì các cái xét nghiệm cầm máu tổng quát là bình thường và có cái chỉ số DDM tăng cao. Kết quả sinh hóa máu thì cho thấy bệnh nhân có định lượng glucose 3.5, ure máu tăng 12 mmol trên lít, định lượng creatinine là 188 micromol trên lít. Cholesterol là 2.56 mmol trên lít, proBNP là 1063, CKMB là 1.09. Các cái trên siêu âm tim thì chưa ghi nhận các chưa ghi nhận bất thường. Kết quả ECG nhịp xoáng trục trung gian tần số 70 lần trên phút. Tiếp theo là phần tóm tắt biên luận và chẩn đoán. Thứ nhất tóm tắt thì là bệnh nhân nam 77 tuổi vào viện vì khó thở, tiền sử ghi nhận tăng huyết áp 20 năm, đái tháo đường type 2 5 năm, cầu nối mạch vành 20 năm, suy thận mạn 5 năm. Bệnh nhân đang điều trị với aspirin, carvedilin, dipraglurant, Crestor, furoscid. Qua thăm khám lâm sàng và cận lâm sàng thì nhóm trước xin được rút ra một số hội chứng và dấu chứng sau. Thứ nhất là hội chứng tăng huyết áp. Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 20 năm, điều trị thường xuyên với amlodipine 10 mg. Huyết áp lúc vào viện là 160 trên 100 mm thủy ngân.
Thứ hai là hội chứng suy tim, thì bệnh nhân có các triệu chứng như là khó thở hai thi, khó thở kịch phát về đêm, tăng nhiều khi nằm, khi gắng sức, giảm khi ngồi và nghỉ ngơi, ho nhiều về đêm, ran ẩm rải rác hai đại phổi, phù hai chi dưới, trắng mềm, ẩn lõm, dấu gút đẹp xương tĩnh, gan mấp mẽ bơ xương, tỷ pro BNP là 1063. Dấu chứng tăng glucose máu thì bệnh nhân có tiền sử đái tháo đường type 2 đã được 5 năm và không điều trị thường xuyên. HbA1c là 6.5%. Dấu chứng tăng ure máu, bệnh nhân có nồng độ ure là 12 mmol trên lít, creatinine là 188 micromol trên lít. Ngoài ra thì có các cái dấu chứng giá trị khác như là bệnh nhân làm phẫu thuật cầu nối mạch vành 20 năm. Bệnh nhân được chẩn đoán suy thận mạn 5 năm, định lượng DDM là 2451 nanogram trên ml, bạch cầu là 11.8, HDL troponin T là 0.016 và ECG có Whalen type A. Chẩn đoán sơ bộ là tăng huyết áp, suy tim, bệnh thận mạn, cầu nối mạch vành, hội chứng Whalen, theo dõi đái tháo đường. Sau đây em được đi vào phần biện luận. Thì thứ nhất là về tăng huyết áp, thì về chẩn đoán xác định là bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp cách đây 20 năm và được điều trị thường xuyên với amlodipine 5 mg trên ngày. Chỉ số huyết áp đo được lúc nhập viện là 160 trên 100 mm thủy ngân. Như vậy là chẩn đoán tăng huyết áp trên bệnh nhân này đã rõ. Về nguyên nhân thì bệnh nhân lớn tuổi có tiền sử bệnh mạch vành nên chưa thể loại trừ cái nguyên nhân tăng huyết áp do hẹp động mạch. Bệnh nhân này không có tiền sử sử dụng thuốc gây tăng huyết áp như là corticoid, cyclosporine hay là erythropoietin, nên là em loại trừ cái nguyên nhân tăng huyết áp thứ phát do dùng thuốc ở trên bệnh nhân. Bệnh nhân không có tiền sử dụng corticoid liều cao kéo dài, không có biểu hiện của các bệnh lý tuyến giáp như là cương giáp hay là suy giáp, không có các triệu chứng tăng catecholamine như là có biểu hiện như là da đỏ ửng và mồ hôi, nhịp tim nhanh, tăng huyết áp từng cơn và hồi quý. Kali máu của bệnh nhân thì cũng trong giới hạn bình thường nên là em không nghĩ nhiều đến nguyên nhân tăng huyết áp thứ phát do các cái bệnh nội tiết ở trên bệnh nhân này. Mặt khác thì nhóm hướng tới nguyên nhân tăng huyết áp trên bệnh nhân này là nguyên nhân nguyên phát, vì bệnh nhân có nhiều yếu tố nguy cơ dẫn đến tăng huyết áp nguyên phát như là bệnh nhân đã lớn tuổi, bệnh nhân là có bệnh lý đái tháo đường type 2 lâu năm và kiểm soát đường máu không ổn định. Về phần tầng nguy cơ tăng huyết áp thì trên bệnh nhân có các cái biến chứng như là hiện tại đã có các biến chứng như là suy thận rồi cả về tim mạch, đái tháo đường, nên là phần tầng nguy cơ tim mạch trên bệnh nhân này là nguy cơ cao đến rất cao. Về suy tim, bệnh nhân có triệu chứng khó thở hai thi, khó thở kích phát về đêm, tăng khi nằm, khi gắng sức, giảm khi ngồi, khi nghỉ ngơi, ho nhiều về đêm, ran ẩm rải rác hai đại phổi, phù hai chi dưới, tính chất phù là phù trắng mềm ẩn lõm, gút đẹp dương tính. Thăm khám thì thấy gan mấp mẽ bơ xương, kết quả cần lâm sàng gọi proBNP 1063. Như vậy là đặt ra cái chẩn đoán suy tim ở trên bệnh nhân. Trên siêu âm tim thì cho thấy là ở 61%, nên là chẩn đoán ở bệnh nhân là thể suy tim ép bảo tồn. Về phần độ thì trên bệnh nhân có hạn chế vận động thể lực, khỏe khi nghỉ ngơi, vận động thể lực thông thường dẫn đến mệt, như là đi bộ thì bệnh nhân cũng cảm thấy mệt nên là phân độ NiHA2. Phần giai đoạn theo AHA và ACC 2021 thì bệnh nhân có triệu chứng biểu hiện của suy tim như là khó thở, mệt, giảm khả năng gắng sức, nên là phân giai đoạn C. Về nguyên nhân thì thường gặp nhất là bệnh mạch vành, bệnh van tim và tăng huyết áp. Trên bệnh nhân không có tiền sử bệnh van tim, siêu âm tim thì chưa phát hiện các bất thường nên là chưa nghĩ đến nhóm nguyên nhân do các cái bệnh van tim. Tuy nhiên thì đề nghị nhóm vẫn đề nghị làm siêu âm tim lại để chẩn đoán chính xác hơn. Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp hơn 20 năm, bệnh mạch vành đã làm phẫu thuật bắt cầu nối động mạch vành 20 năm, nên là hướng tới hai cái nguyên nhân này dẫn đến suy tim ở trên bệnh nhân. Thứ ba là về bệnh thận mạn, thì
Mức lọc cầu thận ước tính của bệnh nhân là 31 ml trên phút trên 1.73 mét vuông ở da. Thì bệnh nhân có tiền sử được chẩn đoán suy thận màng cách đây 5 năm, nên là nhóm đặt ra cái chẩn đoán bệnh thận màng ở trên bệnh nhân này. Về giai đoạn thì mức lọc cầu thận của bệnh nhân là 31, thì nhóm phân giai đoạn là G3B, mức lọc cầu thận giảm mức độ vừa đến nặng. Về tổn thương thận cấp thì theo KDIGO 2012, chẩn đoán tổn thương thận cấp khi có ít nhất một trong ba tiêu chuẩn là thứ nhất là creatinine máu tăng cao trên 26.4, creatinine máu tăng thêm trên 50% giá trị creatinine máu cơ bản trong vòng 7 ngày và giảm thể tích nước tiểu bé thuộc 0,5 ml trên kg trên giờ trong vòng 6 giờ. Thì bệnh nhân có creatinine huyết thanh là 188 micromol trên lít. Tuy nhiên thì chưa có bằng chứng về thời gian cũng như là đồng học của cái việc tăng creatinine. Bên cạnh đó thì lượng nước tiểu của bệnh nhân vẫn ổn định, nên nhóm là đề nghị định lượng lại creatinine huyết thanh sau 48 giờ, sau 48 giờ để chẩn đoán chính xác hơn. Về nguyên nhân của bệnh thận màng thì bệnh nhân có cái tiền sử tăng huyết áp 20 năm và nếu không kiểm soát tốt thì sẽ dễ dẫn đến suy thận, nên nhóm nghĩ đây cũng có thể là một cái nguyên nhân dẫn đến cái bệnh thận màng ở trên bệnh nhân này. Viêm cầu thận màng thì chưa có ghi nhận tiền sử viêm cầu thận màng ở trên bệnh nhân, nên là nhóm đề nghị làm định lượng bổ thể C3, C4, ANA để đánh giá thêm. Đái tháo đường thì bệnh nhân có tiền sử đái tháo đường 5 năm và điều trị không thường xuyên, nên nhóm cùng nghĩ tới có thể đái tháo đường là một cái nguyên nhân dẫn đến cái bệnh thận màng ở trên bệnh nhân này. Như vậy là bệnh thận màng ở trên bệnh nhân này nguyên nhân do cái nhóm nguy cơ là tăng huyết áp và đái tháo đường. Cuối cùng là về chẩn đoán đái tháo đường thì bệnh nhân đã được chẩn đoán đái tháo đường cách đây 5 năm và điều trị không thường xuyên. Lúc công thức máu lúc nhập viện thì thấy HbA1c lúc vào viện là 6.5% và tuy nhiên thì nồng độ glucose máu là 3.5 mmol trên lít. Hiện tại thì bệnh nhân mặc dù là bệnh nhân có cái tiền sử đái tháo đường nhưng mà trên các cái kết quả cần lâm sàng lại không đủ bằng chứng để kết luận, nên là nhóm đề nghị làm lại HbA1c để theo dõi. Về hội chứng Wallen thì bệnh nhân trên ECG có sóng T hai pha ở V2 và V3, nên là kết luận hội chứng Wallen type A. Các cái đặc điểm ECG của hội chứng như là có độ đặc hiệu cao cho hẹp động mạch liên thất trước và cảnh báo nhồi máu cơ tim thanh trước có thể xảy ra. Hơn nữa là lúc thăm khám vào khoa thì có đau ngực âm ỉ sau xương ức. Do đó là nhóm đề nghị chụp động mạch vành chụp động mạch vành để theo dõi thêm. Chẩn đoán cuối cùng của bệnh nhân này là bệnh chính là tăng huyết áp phân tầng nguy cơ cao, hội chứng Wallen type A, cầu nối mạch vành, theo dõi đái tháo đường, biến chứng suy tim mẹ bảo tồn NIHA2 giai đoạn C và bệnh thận màng giai đoạn G3B. Điều trị trên bệnh nhân, thứ nhất là về điều trị tăng huyết áp thì không dùng thuốc. Biện pháp không dùng thuốc là cho bệnh nhân hạn chế ăn mặn, hạn chế các cái đồ ăn dầu mỡ và không sử dụng rượu bia thuốc lá, tránh tránh các cái lao động trí óc căng thẳng và tăng cường vận động nhẹ nhàng. Mục tiêu điều trị huyết áp trên bệnh nhân là duy trì ở mức bé thuốc bằng 130 trên 80 mm thủy ngân. Bệnh nhân có bệnh mạch vành, suy tim, bệnh thận màng, nên là nhóm ưu tiên cho cái nhóm ức chế men chuyển hoặc là chèn cánh canxi cho bệnh nhân. Đồng ý về lựa chọn là amlodipine của bệnh phong. Về điều trị suy tim theo Bộ Y tế thì bệnh nhân có suy tim hẹp bảo tồn, nên là tôn trọng các biện pháp chung như là đề cấp tim và xử lý nguyên nhân các bệnh động mạch, tim mạch và ngoài tim mạch ở người bệnh, đặc biệt là bệnh nhân suy tim với phân tích tổng máu bảo tồn có tăng huyết áp cần kiểm soát chặt chẽ. Đạt đích điều trị bệnh nhân có kèm theo rung nhịp
Về điều trị bệnh thận mạn của bệnh nhân thì mục đích chủ yếu là nhằm ngăn chặn cái sự tiến triển của suy thận mạn và điều trị các cái biến chứng của suy thận mạn ở yếu tố nguy cơ tim mạch, đặc biệt là tăng huyết áp ở trên bệnh nhân. Điều trị cụ thể là Lasix 20 mg, lọ truyền tĩnh mạch Resto 5 mg, nhân viên uống Cavadin 10 mg, viên uống Lavolac là sử dụng gói uống. Phần từ tay và phần báo cáo của nhóm trước đến là kết thúc ạ. Rồi như vậy y 4 đã báo cáo xong bệnh nhân thứ nhất là cái chẩn đoán chẩn đoán thì có những vấn đề sau đã được xác định rồi. Thứ nhất là tăng huyết áp phải không, thì đau huyết áp vẫn cao và bệnh nhân tiền sử tăng huyết áp lâu rồi phải không? Chuyện thứ hai là bệnh mạch vành. Bệnh mạch vành cũng đã được xác định bởi vì bệnh nhân đã được mổ bắc cầu nối rồi nhé. Bắc cầu nối rồi, như vậy có hai cái bệnh đã xác định rõ nhé. Cái thứ ba cũng rõ rồi, nhưng mà cái nguyên nhân cần bàn luận thứ nhất là suy thận. Suy thận cũng rõ rồi bởi vì là mức lọc cầu thận giảm và creatinine tăng nhé. Thì đấy là, nhưng mà cái nguyên nhân tức là bệnh biến chứng của tăng huyết áp hay là của bệnh thận tự 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 tự, tự nó vâng. Đấy là cái cần bàn luận. Cái mà chưa thật rõ là thứ nhất là đái tháo đường chẩn đoán chưa rõ bởi vì HB1C thì 6.5 phải không? Và đường máu lại có 3,5 thôi, mặc dù là bệnh nhân không biết cái bệnh nhân có uống thuốc hàng ngày không mình không biết, nhưng mà nghe hồi nãy em báo cáo là uống không thường xuyên phải không? Sử dụng thuốc đái tháo đường không thường xuyên mà đường máu với HB1C lại không có biến động, thì như vậy là cái đó cần bàn luận chắc hay chưa. Một chuyện nữa là có chắc hay chưa là suy tim có hay không, suy tim cũng cần bàn luận phải không, bởi vì mặc dù NT-proBNP tăng phải không, hơn 1.000, nhưng mà tăng đó ở bệnh nhân suy thận thì như vậy nó vẫn có thể tăng mà không có suy tim nhé. Mặc dù bệnh nhân có em báo cáo có khó thở khi nằm ngồi dậy đỡ, thì đấy là cái biểu hiện của triệu chứng chức năng của suy tim trái, nhưng mà kết quả siêu âm lại bình thường bình thường thì cần phải bàn luận nha. Thì đấy là vấn đề chưa rõ, như vậy có bệnh này có cái rõ nhưng có cái là vẫn chưa rõ. Thì chúng ta phải 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 phải, phải bàn cho kỹ nhé. Và một cái nữa là em cũng chẩn đoán là hội chứng Whelan, thì em chiếu lại cái điện tim thầy coi nè. Phóng to lên nè, phóng to lên. Rồi, có. Cái này mời. Cái hồi nãy nữa có một cái nữa mà cái này là phóng lên hay là sao? Rồi tên có tranh tranh lên chứ không phải tranh xuống.
Được rồi. Thì như vậy là chúng ta phải 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 bàn luận nhá. Thì như vậy có cái rõ rồi thì khỏi cần bàn luận, nhưng chúng ta thì bàn luận cái chuyện mà chưa rõ nhá. Như vậy suy tim đã có hay không, phù phù là phù tim hay phù thận nhá. Đó thì cái đó bàn luận. Và cái bệnh mạch vành hiện tại á, là có nhưng mà nó còn tiến triển tiếp hay không, hay là di chứng nhá, di chứng của cái bệnh mạch vành cũ, thì chúng ta cần cần phải xem xét nhé. Cái chuyện đái tháo đường á, có hay không thì phải xem xét là cái đường máu đó, những cái đợt gần đây là bệnh nhân có uống thuốc đái tháo đường không nhé. Thì thấy đường máu thấy thấp thì có thể là bệnh nhân là có và dùng thuốc. Thì em hỏi có uống thuốc tiểu đường không, sử dụng không này, cái ngày trước khi làm xét nghiệm á. Alo, À, dạ em đã cái hỏi. dạ em không hỏi cụ thể là trước cái ngày xét nghiệm thì bệnh nhân có làm có uống hay không thôi ạ. Đó, thế là cái thiếu thiếu sót của em nhé. Đường máu hơi thấp. Cái HB1C nó lên đường máu trong vòng 3 tháng, 3 tháng trước đó. Thì như vậy nghĩa là cái đường máu bệnh nhân nó ổn định trong mấy tháng gần đây, nó ổn định. Thì vấn đề chỗ ổn định dưới thuốc hay ổn định mà không có thuốc, cả hai chuyện khác nhau. Nếu uống thuốc ổn định thì bệnh nhân uống nó đều thì như vậy là cần duy trì cái chế độ đó. Nhưng mà còn nếu mà bệnh nhân chẳng uống thuốc, dùng thuốc gì đái tháo đường mà nó thế thì tức là không phải đái tháo đường nhé. Thì đấy là nó ảnh hưởng đến chẩn đoán tiểu đường ấy. Đó. Thì nhưng có vẻ còn cái đường máu hơi thấp đó có thể là bệnh nhân bệnh thì đói rồi cái thứ mà chưa gì đó mà làm đường máu thấp thế thôi nhá. Thì cái này đái tháo đường các em cần phải xem xét lại nhé, tức là phải hỏi kỹ hơn nhá, để xem và cũng cần phải làm lại đường máu nữa nhá, xem có đúng hay không. Đấy là chuyện tiểu đường. Nhưng cái khó là cái bệnh tim mạch, chúng ta đang đang học tim mạch thì chúng ta bàn luận chuyện tim mạch nhá. Là vấn đề ở đây có NT-proBNP tăng nhưng mà ở bệnh nhân suy thận, thành ra là nó có thể nó làm nhiễu cái chuyện chẩn đoán suy tim, phân suất trong máu bảo tồn nhé. Thì phân suất trong máu bệnh nhân là bình thường nhưng mà có BNP tăng thì có thể là đấy là cái dữ kiện để mình định hướng chẩn đoán suy tim và bảo tồn, nhất bệnh nhân có khó thở nhưng mà bệnh nhân lại suy thận nữa, cho nên cái dữ kiện đó nó không có chắc chắn nhé. Thì chúng ta phải xem thêm những chuyện khác nhé. Thì một trong chuyện để chẩn đoán suy tim ép bảo tồn đó là phải có một số cái thông số khác. Thì một trong cái đó là chúng ta phải chứng minh là có biến đổi cấu trúc tim nhé, cấu trúc tim trái là bị biến đổi á. Thì có dày thất trái hay không, có lớn nhĩ trái hay không, có giãn thất trái hay không nhé, mặc dù ép bảo tồn có chuyện đó hay không, và có hiện tượng tăng áp lực làm đầy thất trái hay không. Đó thì những cái dữ kiện đó là có thể thấy trên kỹ bằng kỹ thuật siêu Doppler. Ở đây cái nhĩ trái 30 thì bình thường không có giãn, thì như vậy nó chống lại cái chuyện suy tim ở ép bảo tồn nhé. Nhưng mà rồi thất trái 48 thì cũng gần như bình thường. Nói chung tim trái là không thấy vấn vấn đề gì nhá, không vấn đề gì của cái tim trái, áp lực vào phổi bình thường. Đó như vậy là không có cái dữ kiện để chẩn đoán là có biến đổi cấu trúc của tim trái. Tim phải thì chức năng TAPSI 21 thì cũng bình thường, chức năng thâm thu tim phải bình thường nhé. Thì như vậy là cái tim không có
cái dữ kiện để mà nó chúng ta sử dụng để chúng ta đưa vào cái chẩn đoán của suy tim trái nhá. Thì đấy là phải xem lại cái chẩn đoán là có hay không có suy tim nhá. Thì chuyện tiếp theo nữa là chuyện tiếp theo là chúng ta có chẩn đoán là bệnh vành hay không, bệnh vành không nhá. Thì hồi nãy em bình luận ấy, là có bệnh nhân có đau ngực nhá, sống xương ức phải không, và điện tim thì cũng có biến đổi. Ở đây vừa rồi thấy có ST, có chênh và sóng T của hai pha đó, thì cộng thêm đau ngực thì có những sự kiện đó nó có thể định hướng chúng ta xem có tái chỗ đặt cầu nối à. Thì cái cầu nối nó lâu ngày vẫn có thể tắc nhá, tắc đấy. Hoặc là cái nhánh khác bị bệnh thì chúng ta phải muốn muốn chắc chắn thì phải coi như là phải chụp mạch vành thì mới chắc chắn nhá. Đấy thì cần làm thêm nhá. Để chẩn đoán có bệnh mạch vành thì phải chụp mạch vành, cái đó là chắc chắn rồi nhá, chứ mà còn chẳng có kỹ thuật nào mà ngoài cái kỹ thuật chụp mạch vành để giúp chúng ta xác định tiêu chuẩn vàng có mạch vành hay không. Siêu âm thì cũng cũng có thể phát hiện, nhưng mà nó không phải chìa khóa vàng đấy. Thì như vậy cái chưa rõ là cái bệnh vành có hay không, chúng ta cần phải tầm soát nhé. Thì như vậy có hai chuyện: chẩn đoán chưa rõ, thứ nhất là suy tim cũng chưa rõ, thứ hai bệnh vành cũng chưa rõ. Thì đấy là cái mà cần phải 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 phải, phải làm những cái thăm dò hay là hỏi bệnh khám lâm sàng cho kỹ hơn để phân tách nhé. Thì như vậy có sự chống lại, chống không có đồng bộ nhau về cái dữ kiện về chẩn đoán nhé. Về mặt lâm sàng cái báo cáo là có phù, thì nhưng mà phù đó có thể do suy thận nhé. Đấy. Thì phù rồi có khó thở khi khó thở khi nằm là cũng suy tim nhé. Thì như vậy cái dữ kiện phù đó nó có củng cố cho cái suy tim hay không thì nó cũng không có đồng bộ nhau. Bởi vì sao phù là triệu chứng của suy tim phải, trong khi là gan không to, tĩnh mạch cổ không nổi phải không? Thì cái triệu chứng gan to, tĩnh mạch cổ nổi là triệu chứng rất rất tốt để chẩn đoán suy tim phải đó nhá. Và nó tới 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 mà nó đặc hiệu hơn trong cái suy tim phải, trong cái phù không có đặc hiệu. Em khai thác triệu chứng phù suy tim phải thì cũng chưa thật kỹ lắm ấy. Thì phù thận thì phù thường ở mí mắt trước nhé, trong ngày thì sau đó mới chi dưới, của phù tim thì lại chi trước nhé. Thì phải mô tả xem mí mắt có phù hay không. Nếu bệnh nhân phù mí mắt thì đấy là phù thận, không phải phù tim nhé. Mặc dù có các em nói có ấn lõm và chi, nhưng mà phù thận nó vẫn có nhé. Nhưng mà nó lại cùng với phù, nó là có ở mí mắt trước, phù mặt á, mặt trước thì phải khám kỹ hơn những chuyện đó nhé. Tức là triệu chứng học của phù các em phải xem chính tiểu phù nó xuất hiện ở đâu trước để chúng ta định hướng nó là nguyên nhân từ tim hay thận nhé. Thì đấy là những cái cần bổ sung, cần khai thác thêm nhé, thì các em chưa khai thác kỹ nhé. Thì đấy là những cái chuyện chúng ta chưa kỹ nhé, chưa chưa có xác định rõ nhé. Thì nó không có đồng bộ nhau giữa dữ kiện lâm sàng cận lâm sàng. Bệnh nhân X quang chưa có chụp à? X quang chụp chưa em? À, dạ thưa thầy là chưa. Chưa chụp X quang. Nếu có phim X quang nữa thì nó có thể giúp cho xem được
biết là có tim có bị không nhé, tức là có suy tim hay không, thông qua triệu chứng tim lớn và coi ứ huyết ở trung tâm ở đốt phổi nhé. Thì đấy là những cái phụ trợ thêm của kỹ thuật thêm, khi mà nó không đồng bộ nhau thì chúng ta cần phải làm thêm cái khác để xem có giúp cho chẩn đoán tốt hơn nhé. Thì cái này có cái đã rõ rồi, có cái chưa rõ, và nhất là cái suy tim là nó đối kháng nhau giữa cái kết quả cận lâm sàng và tình trạng lâm sàng, thì cần phải khẳng định tiếp nhé. Thì các em có đề nghị làm siêu tim lại thì làm lại, thì và phải làm lại các thông số thêm nữa, thông số gì để nó có định hướng cho suy tim. Thì cái nhĩ trái họ đo 30 mm đó là đo theo siêu M1 thì nó vẫn có thể bình thường, mặc dù nhĩ lớn mà nó vẫn có thể bình thường. Cần phải đo thể tích nhé, thể tích nhĩ trái thì bình thường nó nhỏ hơn 34 ml trên mét vuông cơ thể nhé. Thì có một trường hợp mà nhĩ trái đo cái đường kính nó bình thường nhưng thể tích nó lại tăng, thì đo thể tích siêu âm hai bệnh viện nó tốt hơn. Thì đấy là cái cần bổ sung thêm ở bệnh nhân này. Rồi cái tiếp theo cần bổ sung nữa là xem có tăng áp lực làm đầy thất trái hay không, tức là áp lực làm đầy thất trái tức là nó nói lên áp lực mao mạch phổi. Áp lực làm đầy thất trái đó người ta có thể định tính bằng kỹ thuật siêu âm Doppler nhé. Thì cái đó họ phải học sau rồi học thì mới cần học, các em không cần học đâu. Thì người ta đo xem là có cái tình trạng tăng áp lực làm đầy thất trái hay không nhé, bằng kỹ thuật siêu âm Doppler. Người ta đo, người ta lấy cái biên độ tức là vận tốc của sóng e dòng chảy qua van hai lá trên cái Doppler mô của e Doppler mô đó thôi. Cái đó đi sau này học mới cần học thôi, chứ ở đây vẫn chưa có thông số đó, thì cần bổ sung thêm phân số đó để xem có suy tim OS bảo tồn hay không mà kỹ thuật siêu Doppler có thể phát hiện được nhé. Thì đấy là thiếu những cái đó ở nguyên bản siêu âm này, cần bổ sung những cái đó. Thì áp lực động mạch phổi bệnh nhân này là 25 mm thủy ngân cũng là bình thường, nhưng mà bình thường đó thì ở bệnh nhân suy tim có hợp lý hay không. Thì cái áp lực mao mạch phổi này, áp lực động mạch phổi tâm thu này nó nói suy tim trái nó vẫn có thể tăng, nhưng mà nó cũng có thể tăng trong suy tim phải. Đấy thì bệnh nhân này nếu mà chẩn đoán suy tim trái thì logic học ạ, thì áp lực động mạch phổi nó tăng nhé. Nhưng mà vấn đề chỗ là cái này nó độ chính xác nó tùy theo kỹ thuật nhé. Kỹ thuật đo bằng siêu âm Doppler nó là kỹ thuật không xâm nhập, cho nên nó bị ảnh hưởng bởi cái phương pháp đo, người đo nhé. Thì có thể tăng nhưng mà người ta đo vẫn bình thường. Đấy là cái cần bàn luận nhé, bàn luận có đúng là bình thường hay không. Nếu nó bình thường thì không hợp lý trong cái suy tim trái nhé. Thì đấy là những cái cần bàn luận thêm nhé. Thì tóm lại là hai vấn đề chưa rõ là suy tim, nhất là suy tim, thì suy tim là bệnh nhân này là có suy tim hay không là cần phải khẳng định thêm nhé, hay là chỉ có suy thận hay thôi nhé. Thì, và bệnh mạch vành có hay không thì cần phải chụp mạch vành. Còn cái suy thận này ấy, cũng cần bàn luận là suy thận là riêng của cái bệnh thận hay là thứ phát sau tăng huyết áp nhé. Thì cần phải làm thêm một số thăm dò, nhớ là ví dụ như là nước tiểu, nếu mà bệnh tự tại thận với cầu thận mạn thì thường có vô tinh niệu nó nhiều và trụ hồng cầu, trụ bạch cầu nó nhiều nhá, bệnh cầu thận á. Chứ mà còn từ tăng huyết áp biến chứng thì những chuyện đó nó ít hơn nhá. Đấy là giai đoạn đầu, chứ giai đoạn sau thì nó giống giống nhau cả, thì và cũng không cần phải phân biệt nữa nhé, bởi cùng nó sẽ dẫn tới cùng một chuyện cả nhé, cũng là tăng huyết áp lâu ngày, cũng bệnh cầu thận, nó sự cứng thì do tăng huyết áp,
thì nó hậu quả gần giống như bệnh tại thận. Đấy là giai đoạn sau, giai đoạn đầu thì mình có thể thấy nó khác, nhưng giai đoạn sau thì nó trở thành giống nhau nhé. Thì dù sao thì chúng ta vẫn phải điều trị, chúng ta phải kiểm soát tốt tăng huyết áp. Kiểm soát tốt tăng huyết áp nó sẽ làm kìm hãm cái chuyện xơ vữa động mạch nhé. Bệnh mạch vành nó sẽ cải thiện hơn nhé. Thì cái bệnh mạch vành chúng ta lâu dài chúng ta vẫn phải dùng uống thuốc ổn định lipid máu, nhưng mà song hành với nó là phải ổn định của huyết áp, thì như vậy thì nó mới ổn định của cái chức năng thận được nhé. Chúng nó liên can với nhau hết, thì cái nguồn gốc ở huyết áp nó rất quan trọng, chúng ta phải ổn định. Thứ hai là chẩn đoán xác định có không có tiểu đường, bởi vì tiểu đường cũng là nó tàn phá của các động mạch cũng như thận nhiều nhất. Thì nếu có tiểu đường thì chúng ta phải coi duy trì điều trị cho hợp lý để và kiểm soát tốt đường máu, sẽ kiểm soát được cái chức năng thận và cái vị trí mạch máu đái tháo đường nha. Thì đấy là chuyện chúng ta phải xác định cho kỹ nha. Thì tóm lại thì đây bệnh nhân này là cái khẳng định bệnh nhân có tăng huyết áp và bệnh mạch vành khẳng định rồi, còn suy tim và đái tháo đường thì chưa được khẳng định nhé. Còn bệnh thận đó thì cần phải làm thêm xét nghiệm để nói là bệnh thận đã tăng huyết áp hay là bệnh thận riêng lẻ, thì cần phải làm thêm một số thăm dò nữa, nhất là thăm dò về nước tiểu nhé, để chúng ta có thể nói cho chắc nhé. Thì đấy là những vấn đề cần bàn luận trên bệnh nhân này nhé. Thì còn điều trị thì dĩ nhiên là điều trị theo cái chẩn đoán nhé. Chẩn đoán thì em bàn luận thế rồi. Các em có hỏi gì không, thắc mắc gì không? Alo. Các em làm báo cáo có thắc mắc gì không? Các năm khác qua cái bệnh án Y6 có thắc mắc gì không? À, dạ, cả cái thắc mắc của nhóm trước thì lúc này thầy cũng đã có trả lời mấy cái trước thì củng cố được cái chẩn đoán, thì hiện tại là nhóm trước chưa có câu hỏi gì thêm. Thế Sáu làm bệnh án gì đó? Y6 qua đi trực khám bệnh không? Không thể nói Y6 không có ai vào. Y3 đâu rồi? Hôm qua Y3 nhóm trực là ai? Nó không trả lời ấy. Cháu không vào à? Mà thấy vào đâu mà 45 người mà. Bốn mấy người. Y4 có bao nhiêu em? Dạ là Y4 là 9 bạn ạ. 9 thôi, thế rất nhiều người năm khác nữa mà sao họ trả lời nhé. Y3 có khám bài không hôm qua ạ? À, Y3 trực à, em nhóm trực nào đó, tên chi? Không hỏi, trả lời. Dạ, thưa thầy, hôm qua Hồ Thanh Minh phải không? Dạ không ạ, hôm qua em nhóm trưởng là hôm qua nhóm trực là có bạn Thanh Lâm, Thủy Linh, Diệu Linh, Minh Lộc với Phan Thiệu Huân ạ. Ở Thanh Long đâu? Thanh Lâm ạ. Thanh Lâm à? Dạ. Y6 là bệnh nhiễm trùng huyết mổ. Huyết mổ chứ. Dạ lâu ạ, em là Y6 hôm qua trực ạ. Tụi em làm bệnh án là bệnh nhân bị nhiễm trùng huyết mổ rồi trên bệnh nhân trên nền rung nhĩ, rồi bệnh nhân có thay van hai lá cơ học. Cái huyết mổ nhiễm trùng của bệnh nhân là huyết mổ hồi bệnh nhân mổ thay van hai lá thôi.
À, chưa nhiễm trùng tại thêm mới mổ à? Dạ không thầy, mổ lâu rồi nhưng mà cái vết mổ đợt này em bị nhiễm, đợt này em bị nhiễm trùng xong đó, chảy mủ ra. À? Dạ. Mổ lâu rồi bây giờ mới bị nhiễm trùng vui à? Dạ. À, mổ lâu là bao lâu? Dạ 10 năm rồi thầy. 10 năm rồi mới về biết mổ nhiễm trùng. Lạ. Và sau khi mổ là bình thường nhưng mà một tháng trở lại đây là cái vết mổ của bệnh nhân là nó bị sưng lên xong rồi nó phù nề xong rồi tụ mủ trong đó xong rồi ở nhà là mình cái vết mổ cái mủ nó tự bịch ra xong rồi bệnh nhân có nặng rồi vô bệnh viện điều trị khoảng điều trị 13 ngày là nó đã hết rồi xong về nhà được một về, xuất viện được về nhà được 2 ngày thì nó bị lại xong bệnh nhân vô viện lại. À, tức là nhiễm trùng phần mềm thôi hay là nó sâu trong nó Dạ nhiễm trùng phần mềm thôi thầy. phần Người mềm ta khám lại siêu âm cái van hay lá đấy, thì hiện tại là bình thường ạ. bình thường chứ mà mổ người ta phải cưa xương ức ức á, thay van thì sợ nhiễm trùng xương nó mới mệt lắm. Rồi, tức là hồi xưa bệnh nhân bị hẹp van hay lá phải không? Rung Dạ. nhĩ không thay van hả? Dạ, rung nhĩ là mới phát hiện đây thầy. Rung nhĩ mới phát hiện à? Dạ, do bệnh nhân có đi tái khám thường xuyên xong rồi rung nhĩ là phát hiện cách đây 2 năm. Chứ thông thường rung nhĩ là có trước khi thay van nhé. Bây giờ thay van xong thì rung nhĩ, tức là thì vấn đề là phải đặt ra là bây giờ cái chức năng van nó còn có đảm bảo nữa không, mà gây rung nhĩ là hậu quả của giãn nhĩ trái đó. Giãn nhĩ trái thì thường do hẹp van hay hở van thì có thể gây giãn nhĩ trái hết nhá, thì đến về sau sẽ gây rung nhĩ. Mà về bệnh nhân có thay van cơ học rồi mà nhịp xoang mà về sau vẫn tiến triển rung nhĩ, tức là phải đặt câu hỏi xem cái chức năng van có tốt hay không, đảm bảo tốt hay không mà vẫn gây giãn nhé. Thì đấy, đấy là làm chuyện nhé. Hoặc là cái giãn trước đó rồi nhưng bây giờ dần dần ngày sơ hóa gây rung nhĩ nhé, mà cái van không, mặc dù thay van rồi nhưng không cản trở quá trình đó nhé. Thì phải xem cái chức năng van có tốt hay không ấy, thì phải làm siêu âm Doppler thôi nhé. Xem có nghẽn hay không, có hở hay không ấy, nhé. Thì đấy là cái mà cần phải chính xác của bệnh nhân của mấy em. Còn rung nhĩ 2 năm rồi thì thường không có chỉ định chuyển nhịp nữa ấy. Đó, chuyển nhịp cũng không thành công đâu. Rồi nếu không có câu hỏi gì thì thôi Dạ, nghỉ. dạ thẻ và câu hỏi ạ. Hỏi đi. Dạ, em thấy trên bệnh nhân có xét nghiệm DD-mer tăng mất nhóm Y4 không? Thì em thấy nói gì về DD-mer rồi. Thầy em hỏi là DD-mer là có ý nghĩa gì trên bệnh nhân này ạ? À, để đi mang người ta làm thì để xem có tình trạng có thuyên tắc hay không nhé, huyết khối á, huyết khối thì thông thường hay dùng ở bệnh nhân mà bị từ khi nghi ngờ coi như là thuyên tắc động mạch phổi á, dùng D-dimer làm cái xét nghiệm rất tốt để tầm soát trong cái thuyên tắc động mạch phổi nhé. Bệnh nhân có khó thở mà bệnh thì đó thì họ làm, có một số nơi họ làm đồng loạt đến bệnh viện Trung ương hay thế nhé, để xem có tăng không tăng thì phải xem có tác động mạch phổi khó thở, lúc đó phải định nghĩa khó thở do tác động mạch phổi hay không ấy nhé. Cái tăng nhiều không hà thì bốn đó rồi. Đi đi mẹ 2451 ạ. À, đó phải bình luận đó, thì bình luận xem hết xem cái nguyên nhân tăng là xem có cái tác động mạch phổi hay không nhé. Thì nếu bệnh nhân vẫn khó thở thì phải có những nếu cần phải chụp CT đó, CT động mạch phổi. Đấy là vừa nay CT động mạch phổi là cái
giống như tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán tắc động mạch phổi đó. Hồi xưa phải chụp động mạch phổi nhá, chụp động phổi chọn lọc á, người ta bơm thuốc cản quang, bây giờ chỉ cần chụp CT thôi. Thì bệnh nhân của em là còn khó thở không hay là khó thở cơn thôi? Hồi nãy thầy nghe báo cáo khó thở cơn thôi phải không? Dạ thưa thầy, là bệnh nhân vẫn còn khó thở, mà thường là khó thở theo cơn vào buổi tối ạ. Tức là khó, chỉ khó thở cơn, ban ngày thì là đỡ khó thở phải không? Dạ đúng rồi ạ. Thì khó thở cơn thì nó không phù hợp lắm với lại cái thuyên tắc động mạch phổi. Thuyên tắc động mạch phổi nó gây suy tim phải, thì suy tim phải khó thở thường xuyên không phải khó thở cơn nhé, thì nó không có hợp. Thì phải theo dõi thêm. Rồi chưa kể bệnh nhân là suy thận nữa thì nó ảnh hưởng nhiều đến kết quả đó, có kết quả xét nghiệm sinh hóa đó. Rồi phải theo dõi nhé. Về đi 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 mà tăng thì luôn luôn phải định hướng xem có thuyên tắc huyết khối đâu không nhá. Đó, trong đó cái huyết khối động mạch phổi phải xét. Rồi không có ai có câu hỏi gì nữa thì nghỉ nhá, đi khám bệnh nhé. Rồi. Thôi chào. Dạ cảm ơn thầy ạ. Vài ngày nữa nghỉ Tết rồi chi nữa hả?